Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là bảng main của điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy S8 Plus mà không có phương án nào sửa chữa thì với dịch vụ thay mới main, đổi mới main trên điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus đang thực hiện tại di động cao cấp.vn, quý hàng sẽ giải quyết được tất cả mọi lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm mà điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus của quý vị các bạn đang gặp phải. Thông thường, bảng main của Samsung Galaxy S8 Plus rất khó hỏng, nhưng khi chúng ta dùng sai điện áp làm cho main bị chập, khi chúng ta làm rơi, cong vênh, khi chúng ta có thể là vô tình làm nước vào làm cho bảng main bị chập, không lên, lỗi không lên, hoặc máy bị lỗi CPU hoặc ổ cứng, thì trên Samsung Galaxy S8 Plus cũng giống như S7, S6, S6S, S7, S7S, main cực kỳ mỏng, U và flash ổ cứng cực kỳ dễ lỗi nếu chúng ta can thiệp sửa chữa. Đó. Thì với dịch vụ thay mới main của Samsung Galaxy S8 Plus đang được thực hiện tại di động cao cấp.vn, mọi lỗi phần cứng, phần mềm trên S8 Plus quý vị các bạn đang gặp phải đều được xử lý nhanh, chính xác tại di động cao cấp.vn. Nhưng với điều kiện là màn hình, vỏ máy, mọi linh kiện khác như các bạn đã thấy trên hình đều còn phải sử dụng được. Thì di động cao cấp.vn có sẵn main test cho bạn, trực tiếp cho quý vị các bạn. Tức là quý vị các bạn mang máy đến di động cao cấp.vn, chúng tôi kiểm tra tất cả linh kiện khác trên máy. Nếu như còn dùng được, còn sử dụng ok, thì di động cao cấp.vn sẽ tiến hành thay mới main, đổi mới main cho quý vị các bạn, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, khắc phục được tất cả các lỗi. Với chi phí hấp dẫn hơn rất là nhiều so với việc phải mua máy Samsung Galaxy S8 Plus mới, hoặc giá thành tương đương đổi main S8 Plus, thì quý vị các bạn không thể mua được một cái máy có cấu hình, có thiết kế tuyệt vời, một flagship của Samsung như S8 Plus. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới main, đổi mới main của Samsung Galaxy S8 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi nhất vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được thực hiện tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.